Xin chào các bạn. Đấy, đợt này là dịch bệnh thì là phong tỏa khắp nơi, thì mình mua ít tranh về mình bảo quản, thì mình chia sẻ cho các bạn ba cách để bảo quản tranh nhé. Đây các bạn, khi các bạn đi mua tranh ấy, mà các bạn mua tranh nó có cuống như thế này và nó vẫn còn lá, nghĩa là nó là tranh quê, tranh của Việt Nam ấy các bạn. Chứ nếu mà cái quả chanh mà nó không có lá mà nó không có cuống thì đấy là chanh tàu. Thì cái loại chanh tàu ấy thì khi mình pha nước nó hay bị đắng nhé các bạn. Chanh quê là nó có cả cuống cả lá như thế này thì quả chanh nó rất là thơm ngon. Sau khi rửa chanh sạch sẽ xong, mình để cho quạt thổi cho nó ráo nước. Sau đó mình bắt đầu lấy giấy ăn hoặc lấy rẻ, mình lau cho khô quả chanh đi nhé các bạn. Và cái cuống này thì mình bây giờ mình bắt đầu xử lý, mình sẽ bẻ đi nhé. Bẻ cái cuống này đi. Và mình lấy giấy mình lau khô. Xong rồi ta sẽ dùng cái giấy để ta sẽ bọc lại. Bọc lại và cho trong một cái hộp. Xong khi cho vào trong hộp và ta sẽ để vào ngăn mát của tủ lạnh nhé. Cái này các bạn có thể dùng được trong bảo quản ở trong một tháng trời nhé các bạn. Một tháng mình lấy ra vẫn còn tươi xanh nhé. Bây giờ mình sang cách thứ hai thì mình sẽ cắt các cái quả chanh này ra các bạn. Sau đó ta sẽ vắt vào một cái bình nhé các bạn. Mình sẽ dùng một cái lọc này để lọc bỏ hạt ra các bạn. Đây, sau khi mình cắt chanh ra và mình sẽ vắt vào một cái ca như thế này. Đấy, từng này chanh mà mình vắt được có từng này nước các bạn. Thì do bây giờ là chanh nó chưa chín
nên là nó còn ít nước. Thì nếu mà các bạn mua thì các bạn phải mua nhiều. Chỗ này mình mua là có 2 cân đấy. Nhưng mà chanh thời điểm này, chanh ở ngoài miền Bắc này nó vẫn còn non, nên là mới được có từng này nước thôi các bạn. Thế mình chỉ làm tượng trưng để cho các bạn thấy thôi nhé. Thì mình sẽ cho vào một cái khay đá này các bạn. Sau đó mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Đấy là cách thứ hai nhé các bạn. Đấy, còn cách thứ ba là mình sẽ đổ nó ra một cái bát các bạn. Xong ta bắt đầu cho muối vào. Đấy, xong bắt đầu ta sẽ cho muối vào nhé. Lúc đầu tiên mình sẽ cho một muỗng muối đầy này các bạn. Và ta đánh tan lên. Sau đó ta sẽ nếm. Ta nếm mà lúc nào thấy cái độ mặn cả độ chua nó ngang bằng nhau là được nhé các bạn. Còn nếu mà lượng chua nhiều quá thì lại cho thêm muối nhé. Đấy, từng này nước, vừa nãy mình cho một thìa rồi. Bây giờ cho thêm thìa nữa các bạn. Lại đánh đều lên. Đấy, cho 2 thìa. Cho 2 thìa rồi nhưng mà nếm vẫn thấy độ chua vẫn nhiều hơn độ mặn các bạn. Thế lại phải cho thêm một thìa nữa. Đấy, sau khi mình cho 3 thìa muối vào thì mình thấy là cái độ chua và độ mặn nó cân bằng nhau rồi các bạn. Thì bắt đầu là ta sẽ đánh cho tan muối ra thôi, thế là được các bạn. Độ mặn như thế là được các bạn. Sau đó ta lấy một cái chai nhựa như thế này các bạn. Và ta sẽ rót cái nước chanh muối này vào. Sau khi được lọ chanh muối này thì ta sẽ mang đi ra ngoài trời nắng, ta phơi khoảng 2 ngày trời nắng. Thì ta không cần phải để tủ lạnh, để ở ngoài. Cái chanh này ta có thể làm chanh muối uống và có thể dùng cái nước chanh này để dùng để rửa các cái đồ gia vị trong cho nó sạch nhé. Như là rửa cá hoặc là rửa lòng, rửa liếc cũng được. Đấy, thì mình chia sẻ cho các bạn 3 cách rồi nhé. Đây thì hai cái lọ này mình sẽ để trong ngăn mát, mình sẽ dùng trước. Cái này để trong vòng được khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng. Còn cái này thì mình để ở ngoài, khi mình phơi được 2 ngày nắng xong thì mình sẽ để ở ngoài. Còn một cái khay vừa nãy mình cho vào trong ngăn đá rồi thì nó sẽ làm thành đá, thì mình sẽ để được khoảng 5 đến 6 tháng vẫn dùng được nhé các bạn. Đây, sau khi chanh mình cho vào trong tủ lạnh, cái nước chanh mình vắt ra ấy, bây giờ nó đã đông đá rồi. Mình cho các bạn xem nhé.
Đây các bạn này, thì cho vào tủ lạnh phần ngăn đá này. Thì các cái miếng chanh của mình nó đã đông đá và nó cứng như thế này, thì mình để trong tủ lạnh thì có thể để được trong vòng 6 tháng nhé các bạn. Đấy, thì trên đây mình cũng vừa chia sẻ đến các bạn là ba cách bảo quản chanh tươi để có chanh dùng quanh năm. Đến đây mình xin tạm dừng. Các bạn xem thấy hay, có hữu ích, nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.